Mình chọn con xe Avanza Toyota tại vì là đấy là xe gia đình và để mình phục vụ gia đình. Gia đình mình có 6 thành viên và thường mình sẽ sử dụng để đưa gia đình đi công việc và đưa về quê. Chắc đấy là lý do chính mình chọn xe Avanza Toyota. Ghế hàng sau nó rất là rộng. Theo như mình thấy thì là rộng nhất trong tất cả những xe mà mình đã từng ngồi và từng đi. Thấy cái hàng ghế trước là nó rộng và ngồi nó rất là thoải mái. Mọi người thường hay nói đùa là cái hàng sau của xe Avanza là có thể nằm ra được. Mình thấy ở thiết kế bên ngoài như xe của mình là xe Avanza màu trắng thì mình thấy nó không phải gọi là già dặn lắm, nó phù hợp cho người trẻ được. Mà chưa kể đấy là một phần đấy là xe gia đình nhưng mà nó cũng không đến nỗi là quá già. Theo như mình thấy thì mình rất dễ làm quen tại vì cái xe này là xe đầu tiên của mình và mình đã nhận bằng được hơn một năm rồi, mà sau khi mình đi lại thì mình chỉ mất một ngày để mình học nó là mình đã đi được rồi. Nhưng mình thấy là nó rất dễ khai sở chỗ đông người. Mặc dù nó cũng có thể to hơn những xe 4 chỗ bình thường khác nhưng mà mình rất dễ điều khiển nó và cũng có thể là chưa gây ra gọi là sự cố va chạm hay tai nạn nào. Theo như mình thấy thì nếu mà động cơ hơi nhỏ so với 7 chỗ thì trừ khi là người ta đi quá nhanh thôi. Còn mình nếu mà như mình đã đi đường trên cao tốc mà mình đi đúng tốc độ cao tốc thì mình thấy nó vẫn rất là ổn mà nó không gọi là quá ì hay là kêu gì. Sau hành trình 5 cây mà mình cũng không gọi là cảm giác mà quá mệt mỏi lắm. Có thể gọi là đợt này mình đi tỉnh nhiều. Tại vì như những lần mình đi xa mình đã đổ xăng rồi mà thấy nó rất là rẻ hơn so với cả những lần mà mình ngồi xe người khác mà người khác đổ xăng. Thì mình thấy nó tiết kiệm hơn. Mình thấy cái đấy nó rất là tiện. Tại vì mình thấy nhiều xe đời cũ thì nó không có cái đấy ấy, thì nó sẽ rất dễ va chạm. Mà đối với một người mới như mình thì cái đấy nó sẽ báo cho mình để đảm bảo an toàn hơn. Các phương tiện ở điểm mù mình thấy cái đấy nó rất là chính xác, nó rất là nhạy luôn. Mình thì sau một năm mình không sử dụng thì mình khi mình lùi vào chỗ bãi đỗ xe nó sẽ rất là gọi là bỡ ngỡ. Những người mới lúc đầu mới học lái thì khi có cái đấy thì mình cảm thấy nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Và trùng hợp là lúc ý là Toyota mới ra dòng xe Avanza này. Tại vì khi ngày trước mình đi làm thì hầu như mọi người xung quanh mình đều sử dụng Toyota. Và theo như mình được biết thì chính cơ quan mình thì sếp của mình là sử dụng Toyota Camry 2.0. Và thời đấy là hầu như tất cả mọi người đều sử dụng Toyota. Và mình cũng đã từng được trải nghiệm xe của Toyota. Từ đấy là mình đã tin tưởng Toyota.